giáo Nguyễn Thị Phương Linh, học sinh lớp 5A trường tiểu học Tân Ninh 2. Trường mình đóng tại địa bàn thôn 6, xã Tân Thanh, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng. Như các bạn biết đấy, thế giới cũng như Việt Nam chúng ta đang phải gồng mình chống dịch. Những ca nhiễm ngày càng gia tăng, khiến cho đồng bào cả nước ai cũng lo lắng. Vì vậy, chúng ta, những công dân yêu nước, hãy thực hiện tốt 5K của Bộ Y tế. Mỗi khi rảnh rỗi, các bạn hãy hạn chế tối đa màn hình, điện thoại, máy tính và TV để đến với những cuốn sách. Ở đó các bạn sẽ lĩnh hội được nhiều kỹ năng, kiến thức cho cuộc sống. Đây là những cuốn sách mình đã và đang đọc. Và hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cuốn sách mà mình đã đọc rất hay và hấp dẫn. Đây là cuốn sách lịch sử Việt Nam bằng tranh, được mình mượn ở kho tàng thư viện của trường. Như các bạn biết, kiến thức của chúng ta đều nằm trong những cuốn sách. Cuốn sách này được chủ biên Trần Bạch Đằng, Lời Phan An, Tranh Nguyễn Trung Tín. Cuốn sách này được nhà xuất bản Trẻ phát hành. Đây là tập 6. Tập 6 nói về cuộc khởi nghĩa của Hai Bà Trưng. Khác so với những cuốn sách lịch sử lớp 4 mà các bạn đang học trên trường với cuốn sách này, là cuốn sách này có những hình ảnh minh họa mô phỏng cho từng trang. Các bạn có thể nhìn thấy. Còn bây giờ mình sẽ giới thiệu cho các bạn một số tranh về nội dung của nó. Lạc Tướng Mê Linh và Lạc Tướng Chu Diên. Lạc Tướng Mê Linh là cha của Trưng Trắc và Trưng Nhị, còn Lạc Tướng Chu Diên là cha của Thi Sát. Hai người là bạn kết nghĩa tâm giao, thường qua lại thăm viếng nhau. Trong một lần cùng cha sang thăm đát để qua Lạc Tướng Mê Linh, thì Sát có dịp làm quen với Trưng Trắc. Hai người nảy sinh tình cảm từ lúc đó. Tiến Thi Sát bị Tô Định giết hại đã gây nên làm con phẫn tột cùng cho dân chúng. Trưng Trắc nén đau thương cùng Trưng Nhị đứng lên kêu gọi dân chúng khắp miền đồng lòng nổi dậy giết giặc cứu nước. Như các bạn biết đó, đầu thế kỷ 1, nước ta bị nhà Hán đô hộ, thái thú, cuộn giao chỉ là Tô Định nổi tiếng tham lam, tàn bạo. Lúc bấy giờ ở huyện Mê Linh, có hai chị em là Trưng Trắc, Trưng Nhị, sinh ra và lớn lên trong cảnh nước mất, nhà tan. Hai chị em sớm có lòng căm thù quân xâm lược. Trưng Trắc cùng chồng là Thi Sát liên kết với các thủ lĩnh khác chuẩn bị cùng nổi dậy. Trong ngày lễ trọng đại của Trưng Trắc và Thi Sát, nghe tin Tô Định đã liền đem côn đến bắt và giết hại Thi Sát. Hai bà Trưng càng quyết tâm khởi nghĩa để đền nợ nước trả cùng nhà. Mùa xuân năm 40, tại cửa sông Hát Môn, hai bà Trưng phất cờ khởi nghĩa. Nghĩa quân nhanh chóng làm chủ Mê Linh. Từ Mê Linh, nghĩa quân tiến xuống đánh chiếm Cổ Loa, rồi từ Cổ Loa dùng tấn công Ly Lâu, trung tâm chính quyền đô hộ. Bị đòn bất ngờ, quân Hán không dám chống cự, bỏ hết của cải, vũ khí, lo chạy thoát thân. Các bạn biết không, Tô Định sợ hãi đã cắt tóc, cạo râu, mặc giả chúng dân, lẩn trốn vào đám tàn quân trốn về Trung Quốc. Chưa đầy một tháng, cuộc khởi nghĩa hoàn toàn thắng lợi. Sau hơn hai thế kỷ bị phong kiến phương Bắc đô hộ, đây là lần đầu tiên nước ta đã giành và giữ được độc lập. Nhưng 3 năm sau, Mã Vệ được nhà Hán phong làm phục ba tướng quân tiền đánh giao chỉ. Nhận thấy lực lượng không còn, địch nổi giặc nữa, hai bà Trưng đã gieo mình xuống dòng sông Hát Môn để bảo toàn khí tiết. Để tưởng nhớ công lao của hai bà, ngày nay nhân dân ta đã lập đền thờ nhiều nơi. Riêng hai bà có 3 đền thờ chính là đền thờ Hát Môn, đền thờ Hạ Lôi và đền thờ Đồng Nhân. Lịch sử nước ta từ mở đầu giữ nước không thiếu những anh hùng hào kiệt. Nhưng hai bà là những hiệt kiệt đặc biệt trong lịch sử nước ta. Họ dù là phận nữ nhi nhưng hai bà đã sốc vai gánh vác việc nước để đền nợ nước trả cùng nhà. Khó có bậc nam nhi lúc bấy giờ sánh bằng. Dẫu việc lớn không thành do kẻ thù mưu sâu kế độc, nhưng tài năng công lao của hai bà vẫn được sổ sách lưu danh ca ngợi đến muôn đời.
Sau khi đọc xong cuốn sách này, mình thấy yêu môn lịch sử nước nhà hơn, học lịch sử dễ dàng và dễ hiểu hơn. Mình mong các bạn sẽ phát huy tinh thần đọc sách, ở đó các bạn sẽ lĩnh hội được nhiều kỹ năng, kiến thức cho cuộc sống. Xin chào, chúc các bạn mạnh khỏe, bình an.